thưa cha, và đây là câu hỏi mà khi con đọc lên, con cảm thấy nó rất là hấp dẫn và nó khi tò mò. Tò mò đến nỗi con phải vào trên mạng để con tìm hiểu về cái từ đó là ngụy thư. Ngụy thư. Vâng. Câu hỏi này là của khán thính giả Nguyễn Đình Trường Nguyên. Thưa cha, là tại sao lại có sự khác nhau về kinh thánh của Công giáo và các giáo phái khác như Tin lành, Chính thống giáo, Cơ đốc giáo? Có phần ngụy thư dựa vào ở Tin mừng, phần ở Tin lành lại bỏ phần ngụy thư. Tại sao gọi ngụy thư mà vẫn đưa vào kinh thánh của Công giáo, thưa cha? Giờ nãy con có nói với cha là con tò mò đó, thì con đi lên trên mạng con tìm hiểu thì con thấy rằng là thường là nó bắt đầu vào trong những cái phần gọi là ngụy thư, nó sẽ có những cái câu tạo sự bí ẩn. Chẳng hạn như là đây là khám phá quan trọng, nhiều người sẽ thất vọng. Vừa rồi cũng khá lâu rồi, có một cái loạt truyện của tác giả Dan Brown, không biết là cha có quan tâm hay không. Dan Brown là, dạ, Da Vinci Code. Dạ vâng vâng. Biểu tượng thất truyền vân vân đó, thì là những cái câu chuyện đó nó làm cho người Công giáo hoặc là người ngoài Công giáo cảm thấy tò mò. Đó là liên quan tới Chúa Giêsu, liên quan tới Bí Tích Thánh Thể, liên quan tới Mẹ Maria vân vân, kể cả cái tin đồn rằng người ta nghĩ rằng là Chúa Giêsu có con. Thì con liên tưởng tới cái việc là những cái đó là chỉ là những cuốn tiểu thuyết thôi, vậy thì nó có liên quan gì tới cái gọi là ngụy thư hay không? Và ngụy thư thì là gì và liên quan như thế nào tới kinh thánh? Đọc tham khảo ngụy thư trên cơ sở nào để không bị xa vào những chuyện bên lề và lạc vào những cái điều không chính thống ạ? Đó cũng là những cái câu hỏi thêm, xin cha giải đáp giúp con ạ. Thiết tưởng những câu hỏi của chúng ta khá thú vị và nó bao gồm nhiều cái sự phân tích ở đây. Trước hết tôi xin được nói cái sự khác biệt về bộ kinh thánh của người Công giáo và anh chị em của các giáo phái Tin lành. Tại sao có cái sự khác biệt đó? Khác biệt như thế nào? Rồi cái thứ hai, thế nào là ngụy thư? Và giáo hội Công giáo có biết đến các ngụy thư đó hay không? Hay sử dụng như thế nào? Hoặc nếu ta phải tiếp cận với các bản văn ngụy thư, thì cách nào để ta không bị lạc lối? Phải không ạ? Trước hết là sự khác biệt về bộ kinh thánh của Công giáo và anh chị em Tin lành. Chúng ta biết rằng bộ kinh thánh xét về khía cạnh Tân Ước thì tất cả anh chị em Tin lành và người Công giáo không có gì khác biệt. 27 quyển Tân Ước, hai bên Công giáo và Tin lành đều tin tưởng và đón nhận như nhau. Ta có thể đọc cái bản dịch của anh em Tin lành và có thể anh em Tin lành đọc cái bản dịch của người Công giáo, không có vấn đề gì về con số cũng như tư tưởng của tất cả những gì diễn tả trong Tân Ước. Dĩ nhiên về cách hành văn hay là cái bản dịch nó có thể khác nhau, thì cái điều đó chúng ta dễ hiểu bình thường. Vậy thì tại sao lại khác biệt? Khác biệt nó nằm ở Cựu Ước. Chúng ta biết bắt khởi đầu từ cái bộ kinh thánh của người Do Thái. Những người Do Thái trong nước, người ta không chấp nhận những quyển sách thánh nào mà viết ngoài đất thánh. Không chấp nhận. Ở đây ta có thể tạm chia những người Do Thái Kiều sống ở Hy Lạp. Thì người ta chấp nhận những quyển sách viết bằng tiếng Hy Lạp sau này. Còn những người Do Thái trong nước thì chỉ chấp nhận những quyển sách viết trong nước, trong đất thánh mà thôi. Cho nên ngay cả người Do Thái thì người ta cũng có cái con số các sách thánh ghi trong quy điển của họ khác nhau. Người Do Thái trong nước thì chấp nhận có bao nhiêu nhỉ? 39 quyển Cựu Ước mà thôi. Họ không chấp nhận một số quyển như là Tobia này, Juditha này, Khôn Ngoan, Huấn Ca, Baruch, sách quyển thứ nhất, quyển thứ hai, Maccabê, cũng như là một số phần trong các sách Esther và Daniel. Đối với người Do Thái, họ bảo những quyển sách này viết ngoài đất thánh. Họ không chấp nhận là sách thánh, không nằm trong quy điển của họ. Nhưng những Do Thái Kiều sống ở Hy Lạp thì họ đón nhận. Đấy là cái xuất phát từ đó. Rồi đến thế kỷ 16, ông Luther là người đã chọn cái lối phân tích của người Do Thái trong nước. Và ông chỉ nhận những quyển sách mà trong bộ thánh kinh của người Do Thái trong nước chấp nhận mà thôi. Vậy thì những quyển sách khác như chúng ta vừa nói,
Huấn Ca, Khôn Ngoan, Maccabê, vân vân. Ông gọi nó là Ngụy Thư. Ông gọi là Ngụy Thư. Đấy, Luther gọi là Ngụy Thư. Cho nên có 7 quyển này không nằm trong thư quy của người Tin Lành. Đó, khác biệt giữa Công giáo và Tin Lành nằm ở chỗ đó. Người Công giáo của chúng ta thì đón nhận tất cả các sách thánh cựu ước đó, cho dù được viết bằng tiếng Hy Lạp. Cho nên cái sự khác biệt này là khác biệt căn bản giữa Công giáo và Tin Lành. À, người Tin Lành coi 7 cái quyển viết bằng tiếng Hy Lạp gọi là Ngụy Thư. À, còn người Công giáo thì không coi đó là Ngụy Thư. À, có dịch đó là thứ quy điển, tức là những cái quyển sách được đón nhận sau trong số các sách được gọi là sách thánh. Chúng ta biết bộ kinh thánh của Công giáo thì là 72 hoặc 73 quyển. À, 72 hoặc 73 quyển tùy theo các cái cuốn cựu ước được hai cuốn tách ra hay là nhập một thì nó là 73 hoặc 72. Rồi, bây giờ tôi vừa nói đến cái chuyện khác biệt về bộ kinh thánh. Điều thứ hai người anh chị em hỏi chúng ta đó là Ngụy Thư. Hiểu thế nào về Ngụy Thư? Ngụy có nghĩa là không có chính thống. Ngụy có nghĩa là cái gì đó không chính thống. Đây là những tác phẩm không được giáo hội coi là sách thánh thì gọi là Ngụy Thư. Như vậy, 7 quyển sách nằm trong cựu ước viết bằng tiếng Hy Lạp như chúng ta vừa kể tên Khôn Ngoan rồi thì Huấn Ca, Baruch hay là Maccabê vân vân. Giáo hội Công giáo không gọi đó là Ngụy Thư bởi vì đó là sách thánh được chấp nhận. Còn Ngụy Thư là những cái sách mà không có trong quy điển thánh kinh. Đó. Ngụy Thư xuất hiện như thế nào? Cũng có, nếu nói một cách đơn giản, có bao nhiêu thể văn để viết kinh thánh? Ví dụ như là sử ký, ví dụ như là tin mừng, ví dụ như là các thư, thì cũng có những thể văn tương tự như vậy mà không phải là kinh thánh, ta gọi là Ngụy Thư. Chẳng hạn, chúng ta không thể tìm thấy ở chỗ nào diễn tả việc Đức Maria được dâng vào đền thờ. Không tìm thấy. À, không tìm thấy cái chỗ nào nói như vậy. Hoặc là không biết được Đức Maria lập gia đình năm bao nhiêu tuổi. Kinh thánh không diễn tả. Thì người ta tìm thấy trong Ngụy Thư. Chẳng hạn như là tin mừng của Thánh Giacôbê. Diễn tả năm 3 tuổi thì Đức Mẹ được dâng vào đền thờ. Và được đón nhận cái nền giáo dục của đền thờ. Cho đến khi mẹ được 12 tuổi thì kết bạn với Thánh Giuse. Chuyện đấy trong Ngụy Thư. Câu hỏi được đặt ra, vậy thì giá trị của Ngụy Thư nằm ở đâu? Có người bảo rằng Ngụy Thư là một thứ phụ lục của tin mừng. Bởi vì tin mừng không nói, thì bây giờ Ngụy Thư thêm vào một thứ phụ lục, một thứ phụ trương. Giải thích như vậy có lẽ chỉ là một lối nhìn. Bởi vì có những Ngụy Thư ra đời hoàn toàn không gắn gì với các tin mừng, với sách thánh cả. Và một trong những lý do ta có thể tìm thấy ở đây để giải thích cái giá trị của Ngụy Thư. Ngụy Thư không có giá trị như Kinh Thánh. Không có giá trị về mặc khải. Và càng không có cái giá trị bắt buộc phải tin như Kinh Thánh. Đó là Ngụy Thư. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Ngụy Thư không có giá trị gì. Có rất nhiều điều chúng ta tìm thấy trong Ngụy Thư. Ví dụ như tôi vừa nói, Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Đấy là một cái điều trong thánh lễ chúng ta cử hành, gọi là lễ nhớ Đức Mẹ, trong khi đó không có nền tảng thánh kinh. Vậy thì Ngụy Thư ở đây đó, có một cái lý do mà ta có thể dễ dàng nhận thấy, là muốn nhằm giải thích một chân lý đức tin, hay nhằm để bênh vực một chân lý đức tin. Giống như kiểu là ngày xưa có các giáo phụ, được gọi là các nhà minh giáo hay là các nhà hộ giáo, bảo vệ giáo hội. Bây giờ muốn giải thích một chân lý đức tin, tôi nói ví dụ, tin mừng Marco diễn tả một cái đoạn văn khi Đức Giêsu đang là giảng thì người ta báo cho người rằng thưa ngài, có mẹ và anh em của thầy đang muốn gặp thầy. Thì Đức Giêsu mới nhìn các môn đệ và bảo ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Ngài chỉ vào các môn đệ và bảo những ai lắng nghe và thực hành lời Chúa, người đó là anh em, là mẹ tôi, là chị tôi. Thì không ít những người theo Tin Lành họ đọc đoạn văn này và họ giải thích Đức Maria còn những người anh em khác ngoài Chúa Giêsu. Cho nên không thể hiểu Đức Mẹ đồng trinh trọn đời được. Đấy, có những người anh em khác.
Thế bây giờ làm thế nào để giải thích? Thì Ngụy Thư đưa ra một câu chuyện. Những người con đó là con của Thánh Giuse đấy. Thánh Giuse đã có một đời vợ rồi, đã có con cái rồi. Đấy, ví dụ như vậy thì chúng ta thấy ngay đằng sau đó, cái giá trị nằm ở chỗ hộ giáo hay là muốn bênh vực một chân lý đức tin. Tuy nhiên ta đọc thì ta hiểu nó có cái sự kiện như vậy. Đó. Và nếu ta đọc mà ta không có cái phân tích, ta cứ hoàn toàn tin như Kinh Thánh thì cái đó nguy hiểm. Tất cả những gì được viết ra trong bộ Kinh Thánh là chúng ta tin. Mà dĩ nhiên Kinh Thánh chúng ta đọc chúng ta phải hiểu và được giáo dục giải thích, chứ không phải Kinh Thánh cứ đọc theo nghĩa đen cũng không hiểu được đâu. Có những cái nghĩa Kinh Thánh khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen, mà không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa bóng, là có nhiều cái nghĩa và tùy đoạn văn để ta hiểu. Thì như vậy khi đọc Cựu Ước, khi mà đọc các cái tác phẩm về gọi là Ngụy Thư đó, thì ta hiểu có cái cách giải thích như vậy. Và tại sao người ta giải thích như thế, đâu là cái nội dung của mặc khải và đâu là điều người ta hiểu, người ta giải thích bên ngoài Kinh Thánh. Cho nên nếu ta có một sự phân định, có một sự hiểu biết, thì những cái việc ta đọc cả Ngụy Thư nó thêm cho chúng ta cái hiểu biết, chứ không có sợ hãi. Đấy. Nhưng mà có khi ta không có được vững mạnh, chẳng hạn người ta đọc Dan Brown, Da Vinci Code, thì người ta thấy mất đức tin, bởi vì Chúa cuối đời rồi cũng theo bà Maria Magdala rồi sang bên Pháp sống, rồi cũng sống với bà rồi sinh con đẻ cái, thì nó là một cái thứ tiểu thuyết, mà nó là một cái thứ thức ăn hôi thối, làm sai lạc tâm hồn, không gọi đó là Ngụy Thư. Thưa cha, một lần nữa xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn cha đã dành thời gian để nghiên cứu và cung cấp cho chúng con những thông tin hữu ích. Cũng lễ phục sinh gần kề thì không biết là cha có một lời nhắn gửi gì đến quý khán thính giả theo dõi chương trình không ạ? Trước hết là cảm ơn chị Duy Thủy. Và sau đó thì chúc mừng chị cũng như toàn thể anh chị em đang lắng nghe chương trình của chúng ta. Chúc tất cả mọi người một mùa phục sinh tràn đầy niềm vui, tràn đầy cái sức sống của Chúa, và mỗi người thực sự có thể hát lên bài ca Hallelujah trong cuộc đời hân hoan lần chứng tá của mình. Chúng con xin cảm ơn cha. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Vi Thủy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin quý vị hãy gửi về email banbiên tập daminvn@gmail.com. Xin kính chúc quý vị và gia đình có những ngày lễ đầy ân phúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.